Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Bản tin 24 giờ. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, vào đầu giờ ngày hôm qua, hai thôn Sihaotun và Jigantun ở thị trấn Quangsa Sihuang, huyện Ma Long đã hứng chịu trận mưa lớn, khiến tổng cộng 1.595 hộ gia đình và 6.380 người bị ảnh hưởng. Từ khoảng 11:30 tối ngày hôm kia đến 5 giờ sáng ngày hôm qua, hai thôn Sihaotun và Jigantun ở thị trấn Quangsa Sihuang, huyện Ma Long đã hứng chịu trận mưa lớn, khiến tổng cộng 6.380 người trong 1.595 hộ gia đình bị ảnh hưởng và hơn 100 ngôi nhà bị ngập lụt, 6.289 ha hoa màu bị hư hại, bao gồm 1.735 ha thuốc lá sấy khô, 2.980 ha lúa, 1.290 ha ngô, 284 ha cúc vạn thọ, khoai tây, tiêu và các loại cây trồng khác, 400 mét đường bị cuốn trôi, 2.815 mét mương bị sạt lở tại 12 điểm, thiệt hại kinh tế 3,6 triệu nhân dân tệ. Đến 8 giờ sáng hôm qua, nước lũ đã rút, cuộc sống của người dân trở về trạng thái an toàn. Người dân được di rời đã trở về bản, không có thiệt hại về người. Sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo chính quyền các quận huyện đã kịp thời đến tuyến đầu xảy ra thiên tai để kiểm tra tình hình, thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tính đến 4 giờ chiều ngày hôm qua, 15 đường dây cấp điện ở quận Ma Long đã được sửa chữa với tỷ lệ cung cấp điện là 94%. Một đường dây điện hiện vẫn đang được sửa chữa, 50% diện tích của quận đã được kết nối nước và thông tin liên lạc. Các khu vực khác đang được sửa chữa, dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng 3 ngày. Các lớp học đã trở lại bình thường. Trường mẫu giáo chính quyền cấp quận và trường trung học cơ sở số 4 ở Ma Long dự kiến sẽ mở cửa trở lại đầy đủ vào ngày hôm nay. Các con đường trong khu vực xảy ra lũ lụt đã trở lại bình thường, thông tin liên lạc diễn ra bình thường, đảm bảo không có dịch bệnh hay thương vong mới tại các vùng bị thiên tai. 165 người bị thương cũng được cứu chữa kịp thời. Hiện tại nhiều công việc cứu trợ thiên tai, khôi phục và tái thiết đang được tiến hành một cách nhanh nhất. Thưa quý vị, vào lúc 8 giờ tối ngày hôm qua, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu hạn tỉnh Phúc Kiến đã tổ chức một cuộc họp video về phòng chống và cứu trợ thiên tai hiện nay. Được biết mưa lớn sẽ tiếp tục ở tỉnh Phúc Kiến trong 2 ngày tới và tình hình lũ lụt vẫn còn đang rất nghiêm trọng. Hiện toàn tỉnh đã di chuyển hơn 600.000 người. Dự kiến trong 2 ngày tới, hầu hết các khu vực ở tỉnh Phúc Kiến sẽ có mưa to với lượng mưa trong 24 giờ từ 80 đến 120 mm. Trong đó có khu vực Long Nham có mưa to, Trương Châu, Tuyền Châu và phía đông của Tam Minh với lượng mưa vượt quá 150 mm. Lượng mưa đi kèm với thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét và gió giật mạnh cấp 6, cấp 9. Cho đến nay, gần 3 triệu người ở 60 quận thuộc 8 huyện và thành phố ở tỉnh Phúc Kiến ngoại trừ Hạ Môn đã bị ảnh hưởng do mưa lớn gây ra lũ lụt, hơn 600.000 người phải di dời, hơn 50.000 ngôi nhà bị sập, 86 người chết và 92 người mất tích. Cho đến nay, tỉnh Phúc Kiến chưa nhận được báo cáo văn nào về dịch bệnh. Lãnh đạo chính của tỉnh Phúc Kiến yêu cầu tất cả các địa phương, các ban ngành tiếp tục lấy công tác phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai làm nhiệm vụ chính hiện nay và làm tốt các nhiệm vụ khác như dự báo và cảnh báo sớm, sửa chữa khẩn cấp, chuyển giao an toàn, vệ sinh phòng dịch, xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất. Ưu tiên hàng đầu của công tác phòng chống thiên tai hiện nay là di dời kịp thời người dân ở các điểm thiên tai địa chất và vùng nguy hiểm, tăng cường lực lượng kiểm tra đê kè, hồ chứa, loại bỏ nguy hiểm trong thời gian ngắn và đảm bảo rằng các con đập sẽ không bị đổ vỡ. Các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch bệnh ở Nan Binh, San Minh và Long Yan Đài Ly được theo dõi và báo cáo thường xuyên. Kể từ đầu tuần này, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại tỉnh Phúc Kiến. Quá trình mưa lớn quét qua Bắc Trung Bộ Phúc Kiến từ Bắc xuống Nam, từ Nam lên Bắc, cường độ mưa lớn, thời gian kéo dài, mưa trên diện rộng, cường độ cao và mức độ nghiêm trọng của thiên tai là hiếm có trong lịch sử của Phúc Kiến. Quý vị thân mến, hàng trăm ngàn người đã phải sơ tán khỏi nhà cửa của họ ở miền Nam của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Đông và Giang Tây, trong bối cảnh lũ lụt và lở đất xảy ra khi khu vực này hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961. Theo hãng tin Reuters, hai tỉnh ở miền Nam Trung Quốc là Quảng Đông và Quảng Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao kỷ lục, buộc người dân phải sơ tán và công việc bị gián đoạn sau nhiều tuần mưa như chút nước. Thành phố Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi có lượng mưa trung bình kể từ cuối tháng vừa qua đã phá vỡ kỷ lục, nâng cảnh báo lũ lụt lên cấp 1, cấp cao nhất. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân dọc theo bờ sông và các khu vực trũng thấp di chuyển đến vùng đất cao hơn sau khi nước lũ tại đây đạt ở mức cao nhất trong 50 năm. Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh người dân tụ tập tại các trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố Thiệu Quan của tỉnh Quảng Đông. Hàng trăm cái lều được dựng lên trên sân thể thao. Thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông gần Thiệu Quan cũng nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất vào khoảng giữa trưa cùng ngày khi nước dâng. Hôm qua, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán trong thời gian xảy ra mưa lũ và đến nay tỉnh này đã hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 254 triệu USD. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, tại tỉnh Giang Tây, chính quyền đưa ra báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 470 triệu nhân dân tệ, khoảng 70,21 triệu USD với 43.300 ha cây trồng bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt.
theo tần hóa xã. Ở Quảng Tây, nước đục ngầu tràn ngập các khu đô thị và lực lượng cứu hộ phải di tản dân trên xuồng cao su. Mùa mưa kéo theo lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc hầu như mỗi năm một lần. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể mang đến những trận mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng qua đến giữa tháng này đạt 621 mm, cao nhất kể từ năm 1961. Với những trận mưa lớn liên tục tấn công các khu vực ở phía nam và phía đông của Trung Quốc, thời báo Hoàn Cầu đầu tuần này cho biết 85 con sông trên toàn quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Thưa quý vị khán giả, sau mưa lớn liên tục ở lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc đại lục gần đây, thượng nguồn hồ chứa bị ngập lụt, mực nước dâng cao cuốn trôi nhiều bờ kè của hồ Bô Giang, những ngôi nhà và đất canh tác xung quanh bị ngâm trong nước. Tính đến nay đã hơn một tuần. Vài ngày trước, các thị trấn xung quanh sông Dương Tử ở tỉnh An Huy cũng hứng chịu thảm họa. An Khánh và những nơi khác bị ngập lụt nghiêm trọng, nước vẫn còn tích tụ cho đến ngày nay. Ngoài ra, Giang Tây còn dùng một chiêu chống lũ kỳ lạ là dùng xe tải chở đầy hàng hóa để chấn giữ cầu Kiểu Giang. Do mực nước sông Dương Tử dâng cao đã làm ngập hồ Bà Dương, Kiểu Giang, Thượng Nhiêu và những nơi khác ở tỉnh Giang Tây bị lũ lụt vào ngày hôm kia. Hiện tại, mực nước sông Dương Tử ở thành phố Kiểu Giang cao hơn mực nước sông Dương Tử. Ông Xu, một người dân ở huyện Bà Dương, Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây cho biết, hai ngày qua không có mưa, nước chỉ rút một chút, mực nước của hồ Bà Dương vẫn cao hơn hàng chục cm, nước cao hơn mặt đường. Ông Xu, một người dân ở huyện Bô Giang, Sang Rao, Giang Si cho biết, lũ lụt rất nghiêm trọng, nó bắt đầu lũ vào ngày hôm kia. Hồ chứa nước ở thượng nguồn tràn qua, mực nước cao hơn một chút so với năm 1998. Đường xá bị ngập và đập sông bị vỡ, cuốn trôi rất nhiều nhà cửa, ruộng lúa còn ngập trong nước, trong nhiều ngày bị hư hỏng hết. Họ chỉ giữ ở các vùng thượng nguồn và các thành phố lớn, còn họ hy sinh những nơi nhỏ. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh An Huy đã ban hành lệnh vào ngày hôm qua, yêu cầu 5 thành phố ở An Khánh, Chỉ Châu, Thông Linh, Vô Hồ và Mã An Sơn ngay lập tức sơ tán người dân khỏi Giang Tân Châu trên sông Dương Tử và bến Thượng Hải. Lũ lụt ở An Khánh và Thông Linh trước đây rất nghiêm trọng và video hôm qua cho thấy An Khánh bị ngập lụt. Ông Vu, một người dân ở An Khánh, An Huy cho biết, mưa hơn một tháng rồi, ngày nào cũng mưa to 7-8 tiếng. Thành phố An Khánh ngập lụt vì mực nước sông Dương Tử cao quá rồi. Hồ chứa đều đã đến vượt quá giới hạn lũ rồi, họ buộc phải xả lũ và sẽ bị ngập úng. Rồi tìm cách dùng máy bơm để tiêu lũ, bây giờ thì rất khó khăn. Hôm đầu tuần, cấp trên ra lệnh đào kè sông Dương Tử tại Tân Cương, thuộc thị trấn Siao Chi, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc. Nước lũ từ sông Dương Tử tràn vào, hơn 10.000 ha đất bị ngập úng. Cầu Kiểu Giang giữa thị trấn Siao Chi và thành phố Kiểu Giang đã bị cư dân mạng vạch trần vào ngày hôm qua. Một hàng dài xe tải hạng nặng chở hàng hóa ép xuống cầu Kiểu Giang. Bà Vương ở thị trấn Siao Chi, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc cho biết, địa hình bên ngoài đập rất thấp, một số ngôi nhà cũ sẽ bị nhấn chìm khi mực nước dâng cao sau mưa lớn. Có một cây cầu trên sông Kiểu Giang, họ đậu xe trên cầu, ở đó có thể rất nguy hiểm. Gần đây, cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới đã đăng tải video cho thấy mực nước sông Dương Tử đã vượt quá mức giới hạn cảnh báo. Chẳng hạn như Quan Âm Các ở Ngác Châu đã tồn tại trên sông Dương Tử trong 700 năm đã bị ngập lụt. Tháp Trung Giang ở Phu Hồ, An Huy trên bờ kè ở xa lộ với sông Dương Tử đã trở thành một địa điểm thu hút lớn trong mùa lũ và mực nước sông Dương Tử ở Nam Kinh đã tràn đến khu đô thị. Quý vị thân mến, sau trận động đất 6,8 độ Richter ở Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam của Trung Quốc, đến nay đã có 13 đợt dư chấn xảy ra quanh khu vực này, khiến công tác cứu hộ thêm phần khó khăn. Trong khi đó, số người thiệt mạng và bị thương vẫn không ngừng gia tăng. Theo số liệu thống kê mới nhất vừa công bố sáng nay, tính đến 21 giờ ngày hôm qua, một trận động đất 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên và cướp đi sinh mạng của ít nhất 114 người. Hiện vẫn còn 48 người mất tích và 305 người bị thương. Theo cơ quan quản lý động đất Trung Quốc, trận động đất ở Lô Định là cơn địa chấn lớn nhất ở tỉnh Tứ Xuyên kể từ sau khi trận động đất 7 độ Richter ở Cửu Trại Câu. Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm qua, Tứ Xuyên đã ghi nhận 13 đợt dư chấn, trong đó 11 trận từ 3 đến 3,9 độ Richter và 2 trận từ 4 độ Richter trở lên. Dư chấn mới nhất xảy ra vào sáng ngày hôm nay và có cường độ lên tới 4,5 độ Richter ở huyện Thạch Miên, một trong hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận động đất gần huyện Lô Định. Trung Quốc đã điều động hơn 7.560 nhân viên cứu hộ, bao gồm binh sĩ, nhân viên cứu hỏa và y tế của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BLA, cùng 11 máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm người bị mất tích và cứu hộ tại hiện trường. Do tâm chấn nằm ở huyện Lô Định, khu vực có nhiều đồi núi và cách xa các tỉnh lân cận, cơ sở hạ tầng điện nước và viễn thông tại đây bị hư hại nghiêm trọng. 342 ngôi nhà bị sập, 14.210 ngôi nhà bị hư hại, 6 khách sạn và hàng nghìn người lưu trú tại đây cũng bị ảnh hưởng. Hơn 200 người vẫn đang bị mắc kẹt tại công viên rừng băng quốc gia trong khu du lịch Hải Loa Cầu. Trận động đất đã làm mất điện ở một số thị trấn, làm sập nhiều đường cao tốc và hỏng 8 nhà máy thủy điện từ nhỏ tới trung bình. Hôm qua, dựa trên ước tính lượng mưa lớn trong 3 ngày tới, các chuyên gia cảnh báo rủi ro một số hồ lớn sẽ hình thành sau trận động đất. Số liệu thương vong do trận động đất 6,8 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh. Tính đến sáng nay, tổng số thương vong đã lên tới hơn 3.500 người. Theo thông tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết,
Tính đến 7 giờ sáng nay, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam của Trung Quốc đã khiến ít nhất 114 người thiệt mạng, 428 người bị thương và 12 người mất tích. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, cũng tính đến sáng nay, đã ghi nhận được tổng cộng 14 trận dư chấn có cường độ từ 3 độ Richter trở lên, trong đó có dư chấn lớn nhất là 4,2 độ Richter, hơn 50.000 người đã phải di rời. Sáng cùng ngày, hơn 2.100 sĩ quan, cảnh sát vũ trang và binh sĩ thuộc chiến khu miền Tây của nước này đã được huy động đến khu vực tâm chấn để hỗ trợ vận chuyển người bị thương, khai thông đường xá và tìm kiếm người bị nạn. Cơ quan quản lý động đất Tứ Xuyên đã nâng mức phản ứng khẩn cấp động đất của tỉnh này lên cấp 1 vào đêm ngày hôm qua, mức cao nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp của Trung Quốc. Cơ quan quản lý động đất của chính phủ Trung Quốc cũng kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 2. Hơn 530 người đã bị mắc kẹt trên đường cao tốc từ huyện Lô Định tới huyện Thạch Miên, hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất lần này. Các trạm thu phí đường cao tốc trên toàn tỉnh Tứ Xuyên đã mở cửa 800 luồng đường đặc biệt phục vụ cứu trợ khẩn cấp động đất. Cũng trong sáng ngày hôm nay, huyện Lô Định, nơi tâm chấn lần này, đã chính thức đặt thông báo về việc nhận quyên góp cứu trợ thiên tai ngoài xã hội do chịu tác động nặng nề và phạm vi rộng từ một trận động đất nghiêm trọng này. Động đất diễn ra trong bối cảnh Tứ Xuyên đang đối phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 mới. Toàn bộ hơn 25 triệu dân ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh này đang chịu sự quản lý tĩnh toàn khu vực, tức là về nguyên tắc không được ra khỏi nhà. Các nhà chức trách Thành Đô đã phải ra một tuyên bố vào sáng ngày hôm nay, nhấn mạnh cần ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, cho phép họ di rời đến nơi an toàn trong trường hợp xảy ra động đất, hỏa hoạn, lũ lụt và các thảm họa khác. Được biết, Thành Đô cách tâm chấn khoảng 230 km, thành phố này đã cảm nhận rõ độ rung lắc khi trận động đất mạnh 6,8 độ Richter tấn công huyện Lô Định vào trưa ngày hôm qua. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.